Sông Ngân xin kính chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Cuộc sống muôn màu với Sông Ngân vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần 8 giờ 30 tối. Và chương trình ngày hôm nay trong không khí những ngày Tết rộn ràng của chúng ta sắp đến thì Sông Ngân có được một cái vinh dự là mời được một người đẹp của Little Sài Gòn TV đó là Thanh Tâm. Xin chào Thanh Tâm. Em xin chào chị Sông Ngân và Thanh Tâm cũng xin kính chào khán giả của Little Sài Gòn TV. À, Thanh Tâm ơi, à, hôm nay là lần đầu chị em mình mới được ngồi chung trên một màn hình. Dạ. Mà chị thì đã theo dõi em trong những cái chương trình à, với lại Lê Thái, chương trình Sài Gòn xưa. Trên Little Sài Gòn TV là một trong những chương trình mà chị thấy rất là hay, đặc biệt là vì chúng ta là người sinh đẻ ở Sài Gòn, yeah. thì ai dù đi đâu xa cách mấy cũng luôn luôn nhớ về Sài Gòn mà em và Lê Thái đã lập nên một cái talk show Sài Gòn xưa, chị thích lắm dạ em cảm ơn chị sông ngân thiệt là em cũng bất ngờ khi mà lần đầu tiên hai chị em gặp nhau mà chị sông ngân nói rất là nhiều thứ về cái chương trình mà thật sự là thanh tâm cô không có nhớ nữa tại vì cách đây 4 năm rồi và lúc đó là mới bắt đầu làm việc tại đài lò đài lý đô sài gòn tv như vậy thì sông ngân xin hỏi là không biết thanh tâm là sinh đẻ ở Mỹ hay là sinh đẻ ở Việt Nam và kỷ niệm như thế nào với Sài Gòn mà thực hiện chương trình Sài Gòn xưa được với lại lê thái dạ thật sự là em em sinh ra ở Sài Gòn ừ. và cả quãng đời tuổi thơ của em cũng như là khi mà trưởng thành đều là gắn bó với lại Sài Gòn ừ. và em cũng qua Mỹ thì cũng non chục năm thôi ừ. cho nên là cái cái kỷ niệm về Sài Gòn thì nó cũng nặng ký thành ra là khi mà um, có ý tưởng về làm cái chương trình về sài gòn với lê thái thì cảm thấy là rất là thích và rất là hứng thú với chương trình hay quá như vậy chúng ta mà nói về sài gòn mà sài gòn xưa thì không thể quên được những ngày tết của quê hương những ngày tết của việt nam và cũng không thể nào quên được những món ăn ẩm thực thuần túy của Việt Nam mà chị Sông Ngân Đố Thanh Tâm là cái món gì là cái món mà nói ra là ai cũng biết là món ăn của người Việt Nam mà ai cũng thích hầu như là mình hỏi 10 người thì hết là 8-9 người thích thì đó là món gì? Ờ, đối với em là thịt kho hộp vịt, oh, thịt kho hộp vịt hả? <laughs> dạ, mặc dù là em không có phải là người thích ăn cơm, không phải là người thích ăn thịt, gần như là ăn chay nhưng mà nói đến ngày Tết thì trong đầu em nghĩ đến món thịt kho hộp vịt mà phải kho rụt nha, kho rụt mà khi mà cái mỡ nó phải phải tan chảy gọi là ừ. khi mà mình bỏ vô miệng ừ. là nó cảm giác mà ừ. nó tan chảy Nó rất Thì là mềm là, ra, nó dạ mềm mục á, dùng cái từ là nó mềm mục dạ ra luôn á ừ. Nhưng à. mà tại vì Thanh Tâm gầy cho nên là Thanh Tâm mới nói là thích ăn thịt kho mà có mỡ như vậy chứ là À, chị xong ơi nó bên mỹ lâu rồi mấy chục năm rồi thì à, ngày xưa mình ở việt nam mình hay ăn thịt mỡ lắm nhưng mà qua mỹ thì cũng hơi sợ đúng không nhưng mà dạ tâm đúng. thì không sao đâu à, <laughs> em là em em nghĩ tới thôi nhưng mà nếu mà ăn thì thì em không chọn món thịt khô dịch mà uh -huh. em à, đối với em trong ký ức của em về ngày tết đó, thì là sẽ là món mì, một tô mì thật là nóng vào ngày đầu năm thì có thể đó là do cái truyền thống riêng của gia đình em cứ mỗi sáng mùng 1 trước khi đi tảo mộ thì ừ. mẹ em sẽ đãi cả nhà một bữa mì nước lèo thật là ừ. ngon, thành ra trong đầu em là cái món đó ấn tượng hơn. Ồ, oh, thật à? <laughs> dạ. À như vậy là đối với Thanh Tâm đó là ấn tượng nhiều với món là à, thịt kho trứng thì đương nhiên là cái món đó vào mỗi ngày 30 Tết và dạ. vào mỗi dịp Tết, nhà nào cũng có, không nhà nào không có mà còn có món mì nước đó là đặc biệt ăn vào sáng mùng một đúng không? Dạ đúng. Thì thì có vẻ là chị chị nghĩ đó là một cái đặc biệt riêng của gia đình của tâm đó giống như gia đình của chị đó thì mỗi tối giao thừa sau khi mà cúng giao thừa xong à, hương hoa cúng ngoài trời rồi những cái tiếng pháo rộn rã vang lên đó dạ. thì trong nhà chị đó là hai bầy mâm cơm là À, lấy thịt kho mới vừa kho lên đó cúng xong rồi đó yeah. rồi mới cuốn cái bánh tráng với lại rau sống với lại thêm giò thủ nữa thì yeah. đó là nhà chị lúc nào cũng à, đêm giao thừa nào thì cũng ăn những cái món đó vào lúc một hai giờ khuya rồi ăn xong rồi còn tính đi chùa nữa đó nhưng mà bây giờ đó chị à, chị muốn hỏi tâm đó là một cái món bây giờ nói rõ hơn một cái món à, thức ăn việt nam mà là súp tức là có nước ở trong đó yeah. mà là đặc biệt nhất mà nói lên đó là không những người Việt Nam mà không những những người đẻ ở Việt Nam lớn lên như là Tâm hay yeah. là Song Ngân mà những em bé đẻ ở Mỹ nó cũng rất là thích cái món đó và những người Mỹ, những người ngoại quốc, những người tất cả các nước mà nói tới cái món đó là người ta nói được cái tên của cái món đó luôn và người ta hầu như là 10 người thì hết 8, 9 người thích cái món đó một cái món uh, nước đặc biệt của người Việt Nam thôi khó quá uh, chị. <laughs> Nếu mà chị hỏi thì em sẽ trả lời ngay là món canh khổ qua nhưng mà em em không có xua sure lắm T Tại vì nhưng, nhưng nếu mà nói người ngoại quốc á, thì em để ý cái thái độ của họ khi mà uh, vô tình thấy em ăn canh khổ qua thì họ có vẻ là thích cái cái mùi vị nó nó đắng nhưng mà họ lại thích uh, họ lại cảm giác là nó có cái gì đó rất là riêng biệt thì em không biết là có có đúng cái chị sông ngân à nên như đúng vậy không? thì chị à sông à, ngân xin lỗi quý vị khán giả là như vậy sông ngân đặt câu hỏi nó không có rõ lắm là hồi nãy giờ bắt chắc chắn là thanh tâm đang nghĩ đến những cái món ăn cổ truyền ngày tết đúng không dạ dạ đúng rồi những món cổ truyền ngày tết thì đúng rồi là thịt kho trứng nè à, rồi nhà của thanh tâm đặc biệt là có mì và ăn vào mỗi sáng mùng 1 nè rồi canh khổ qua đúng như vậy canh khổ qua và thịt kho trứng lúc nào cũng đi đôi với nhau hầu như là nhà nào cũng có tại vì nhà việt trong gia đình việt nam của chúng ta thì thường tin tưởng đó rằng canh khổ qua tức là mình nấu lên mình cúng xong rồi mình ăn vào cái dịp tết á thì những cái đau khổ khổ sở của năm ngoái đó nó sẽ qua đi anh dạ, có biết rồi. cái điều đó không? Dạ đúng chị <laughs> mà không những như vậy mà canh khổ qua nó ngon ha dạ. rất là ngon mà nó ăn nó hợp với lại thịt khoi trứng luôn dạ. cái cái vị nó tuy là đắng nhưng mà cái hậu của nó lại ngọt thì đó thì nhưng mà à, thôi rồi có một cái món này thì sông anh vẫn giữ đó quý vị chờ đợi cho tới à, show tới thì sông anh sẽ à, hé lộ bí mật ra nghe thì bây giờ đang nói chuyện vui quá là về tết yeah. mà tâm biết không thì hôm nay là ngày thứ sáu yeah. thì thứ sáu ngày hôm nay đó ở phước lộc thọ đã bắt đầu có chợ hoa rồi yeah. chợ hoa cho tết giáp thìn mm. thì à, à, sống ở xa quê hương thì trong những ngày này thấy chợ hoa rộn ràng rồi vào đài thấy không khí tết rộn ràng thì thanh tâm nghĩ như thế nào có thì nhớ sự quê hương là <laughs> thật sự là thanh tâm cũng như tất cả quý vị ở đây thật sự là chắc là không có thời gian đủ nhiều để mà trầm ngâm với cái cuộc sống mà mỹ tất bật như vậy nhưng, nhưng mà những cái công việc những cái vô tình giống như hôm nay là vô tình có dịp ngồi đây với lại chị sông ngân á, thì đối với em là một cái niềm vui tại vì hai chị em có dịp ôm lại những cái kỷ niệm ngày Tết chứ còn đối với em món ăn ở đây á em mà có nấu ăn đi chăng nữa thì tất cả đều là giả chiến giả chiến ở đây có nghĩa là em mở tủ lạnh ra và em thấy uh, mình có cái gì là mình sẽ uh, tùy cơ ứng biến liệu cơm gắp mắm và nấu cái đó thôi uh, trong đầu không có khái niệm là phải ra chợ mua đủ những cái đồ dùng cần thiết để mà nấu thành ra đối với em cái không khí ngày tết ở đây cũng khiến cho mình chạnh lòng mà chạnh lòng cũng không có đủ lâu chỉ là tận hưởng tất cả những gì mình với tới được thí dụ như xô này với chị sông ngân thì tận hưởng cái niềm vui của nó và thí dụ như có tiệc gì trước tết ở trong chỗ làm thì tận hưởng nó và đối với em là vừa là công việc vừa tận hưởng. Nó đi đồ với ô nhau. nhưng mà như vậy đó thì chị sông ngân xin hỏi thanh tâm đó như vậy thì mỗi một dịp tết theo à. theo sông ngân được biết là tâm có một cái gia đình nhỏ riêng như vậy thì tết mà nếu mình không nấu thì làm sao à, ngày tết trong gia đình tâm ở bên mỹ một gia đình nhỏ à có vợ chồng và con một gia đình nhỏ thì uh, ngày giao thừa tâm làm gì <laughs> có nghĩa là em sẽ đi chùa nè và em sẽ um, đi uh, xem diễn hành rồi nấu thì cũng là đơn giản gọn nhẹ thôi ừ. và um, cũng không có kế hoạch gì mà nó quá là rình rang hay là ừ. gì nghĩa là vừa ăn ở nhà vừa ra ngoài ăn nói chung ừ. là rất là đơn giản ô như vậy là vì tâm và ông xã và gia đình nhỏ không có sống chung với lại ông bà đúng không ạ à? không có chung sống chung với ông bà ngoại hoặc là ông bà nội đúng không ạ à? dạ đúng à, gia đình em chủ yếu là vẫn ở bên việt nam à thì quý vị dạ. thấy không thì nhân đây chúng ta cũng học được một cái điều mới là vì thế hệ của tâm đó là trẻ hơn thành ra bây giờ một gia đình nhỏ như vậy đó thì không cần phải tuân theo những cái à, À, văn hóa cổ truyền của người Việt Nam yeah. là ngày 30 phải làm gì, mùng 1 phải làm gì, mùng 2 phải làm gì, mùng 3 phải làm gì. Nhưng mà Sông Ngân là một thế hệ lớn hơn tâm thì quý vị đừng rời khỏi màn hình của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. À, sau một vài giây phút của phần thông tin thương mại, Sông Ngân sẽ trở lại chia sẻ với quý vị Sông Ngân đã làm gì trong 30 năm qua vào mỗi dịp Tết đến, vào mỗi chiều 30, mỗi ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Quý vị trà nhé.